let's do some shadowing and studying. Let's go. Chào, mình là Ben. Mình là giáo viên tiếng Anh đang sống ở Trung Quốc. Mình 27 tuổi. Sở thích của mình là học ngôn ngữ, đọc sách, làm vlog, vẽ tranh và nghe nhạc. Ở trường đại học, mình học chuyên ngành âm nhạc, nhưng sau đó mình phát hiện ra mình rất thích học ngôn ngữ. Hiện tại, mục tiêu chính của mình là học một số ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Tiếng Hàn là một ngôn ngữ khó đối với mình vì ngữ pháp nó rất rối. Từ thứ hai đến thứ sáu, mình thức dậy vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng, chơi điện thoại một chút và sau đó đánh răng, rửa mặt. Xong rồi, mình đi mua đồ ăn sáng về nhà và ăn trong căn hộ của mình. Hàng ngày ở trường mình có khoảng 4 tiết học. Khi không dạy, mình thường học ngôn ngữ hoặc những sở thích khác. Mình đã dạy trường hiện đại được khoảng 3 năm và hiện nay mình dạy lớp 2 và lớp 3. Những môn mình dạy là tiếng Anh, khoa học và kịch, cả ba môn đều bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, môn mình thích nhất là kịch. Mình kết thúc các buổi học khoảng 12 giờ trưa. Và sau đó có 90 phút giờ nghỉ trưa. Thường mình chơi video game, xem video và sau đó ăn trưa, ngủ trưa. Và chuẩn bị để quay lại làm việc. Mình bắt đầu làm việc lại vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều. Và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Nhưng vì mình sống ở khuôn viên trường. Hay ký túc xá trường, nên thường mình về nhà một cách âm thầm khi không có lớp. Có thể tiếp tục học ngôn ngữ. Okay. Sau giờ làm việc, mình đi tập gym. Và tới lúc mình về đã là khoảng 7 giờ tối. Mình ăn tối, làm một số bài tập về nhà để có được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở Mỹ. Mình cũng không ngôn ngữ, chơi đàn piano hoặc vẽ. Nhưng một số ngày mình sẽ học với giáo viên vào buổi tối. Sau khi xong xuôi tất cả, mình tắm và chuẩn bị đi ngủ. Việc cuối cùng mình làm là nghe podcast và đọc sách. Mình làm việc từ thứ hai đến thứ sáu vào cuối tuần. Mình thích đi du lịch đến các thành phố khác ở Trung Quốc cùng bạn gái. Thường mình đi tàu nhanh vì nó rất tiện lợi. Mình nghĩ rằng việc đi máy bay đâu đó trong cuối tuần sẽ hơi đắt. Nên thường mình chọn đi đến các thành phố gần đó. Tuy nhiên, gần đây mình thực sự muốn đi du lịch đến các nước khác vì điểm chung của mình giờ đã rất tốt và mình đã ở Trung Quốc cũng khá lâu rồi. Mình biết rất nhiều về văn hóa Trung Quốc và mình muốn tìm hiểu về các văn hóa khác nữa. Mình muốn đến một nước mà mọi người mở lòng hơn. Trung Quốc là quốc gia tốt, nhưng cũng có phần đóng cửa, nên mọi người không cởi mở lắm. Mình nghĩ rằng thành phố tiếp theo sẽ làm việc là ở Thượng Hải vì nó quốc tế hơn, và sau khi có bằng giảng dạy hay sư phạm, bạn gái mình và mình có thể đi đến các nước khác. I need to look at the vocab now. Chào, mình là Ben. Mình là giáo viên tiếng Anh đang sống ở Trung Quốc. Mình 27 tuổi. Sở thích của mình là học ngôn ngữ, đọc sách, làm vlog, vẽ tranh và nghe nhạc. Ở trường đại học,
Mình học chuyên ngành âm nhạc, nhưng sau đó mình phát hiện ra mình rất thích học ngôn ngữ. Hiện tại, mục tiêu chính của mình là học một số ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Tiếng Hàn là một ngôn ngữ khó đối với mình vì ngữ pháp nó rất rối. Từ thứ hai đến thứ sáu, mình thức dậy vào khoảng 7:30 sáng, chơi điện thoại một chút và sau đó đánh răng, rửa mặt. Xong rồi, mình đi mua đồ ăn sáng về nhà và ăn trong căn hộ của mình. Hàng ngày ở trường mình có khoảng 4 tiết học. Khi không dạy, mình thường học ngôn ngữ hoặc làm những sở thích khác. Mình đã dạy tại trường hiện tại được khoảng 3 năm và hiện nay mình dạy lớp 2 và lớp 3. Những môn mình dạy là tiếng Anh, khoa học và kịch. Cả ba môn đều bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, môn mình thích nhất là kịch. Mình kết thúc các buổi học khoảng 12 giờ trưa và sau đó có 90 phút giờ nghỉ trưa. Thường mình chơi video game, xem video và sau đó ăn trưa, ngủ trưa và chuẩn bị để quay lại làm việc. Mình bắt đầu làm việc lại vào khoảng 1:30 chiều và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Nhưng vì mình sống ở khuôn viên trường hay ký túc xá trường, nên thường mình về nhà một cách âm thầm khi không có lớp để có thể tiếp tục học ngôn ngữ. Sau giờ làm việc, mình đi tập gym và tới lúc mình về đã là khoảng 7:30 tối. Mình ăn tối, làm một số bài tập về nhà để có được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở Mỹ. Mình cũng học ngôn ngữ, chơi đàn piano hoặc vẽ. Nhưng một số ngày, mình sẽ học với giáo viên vào buổi tối. Sau khi xong xuôi tất cả, mình tắm và chuẩn bị đi ngủ. Việc cuối cùng mình làm là nghe podcast và đọc sách. Mình làm việc từ thứ hai đến thứ sáu vào cuối tuần. Mình thích đi du lịch đến các thành phố khác ở Trung Quốc cùng bạn gái. Thường mình đi tàu nhanh vì nó rất tiện lợi. Mình nghĩ rằng việc đi máy bay đâu đó chỉ trong cuối tuần sẽ hơi đắt, nên thường mình chọn đi đến các thành phố gần đó. Tuy nhiên, gần đây, mình thực sự muốn đi du lịch đến các nước khác vì tiếng Trung của mình giờ đã rất tốt và mình đã ở Trung Quốc cũng khá lâu rồi. Mình biết rất nhiều về văn hóa Trung Quốc và mình muốn tìm hiểu về các văn hóa khác nữa. Mình muốn đến một nước mà mọi người mở lòng hơn. Trung Quốc là quốc gia tốt, nhưng cũng có phần đóng cửa nên mọi người cũng không cởi mở lắm. Mình nghĩ rằng thành phố tiếp theo mình sẽ làm việc là ở Thượng Hải vì nó quốc tế hơn. Và sau khi có bằng giảng dạy hay sư phạm, bạn gái mình và mình có thể đi đến các nước khác. Chào, mình là Ben. Mình là giáo viên tiếng Anh đang sống ở Trung Quốc. Mình 27 tuổi. Sở thích của mình là học ngôn ngữ, đọc sách, làm vlog, vẽ tranh và nghe nhạc. Ở trường đại học, mình học chuyên ngành âm nhạc, nhưng sau đó mình phát hiện ra mình rất thích học ngôn ngữ. Hiện tại, mục tiêu chính của mình là học một số ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Tiếng Hàn là một ngôn ngữ khó đối với mình vì ngữ pháp nó rất rối.
Từ thứ hai đến thứ sáu, mình thức dậy vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng, chơi điện thoại một chút và sau đó đánh răng, rửa mặt. Xong rồi, mình đi mua đồ ăn sáng về nhà và ăn trong căn hộ của mình. Hàng ngày ở trường mình có khoảng 4 tiết học. Khi không dạy, mình thường học ngôn ngữ hoặc làm những sở thích khác. Mình đã dạy tại trường hiện tại được khoảng 3 năm và hiện nay mình dạy lớp 2 và lớp 3. Những môn mình dạy là tiếng Anh, khoa học và kịch. Cả ba môn đều bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, môn mình thích nhất là kịch. Mình kết thúc các buổi học khoảng 12 giờ trưa và sau đó có 90 phút giờ nghỉ trưa. Thường mình chơi video game, xem video và sau đó ăn trưa, ngủ trưa và chuẩn bị để quay lại làm việc. Mình bắt đầu làm việc lại vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Nhưng vì mình sống ở khuôn viên trường hay ký túc xá trường nên thường mình về nhà một cách âm thầm khi không có lớp để có thể tiếp tục học ngôn ngữ. Sau giờ làm việc, mình đi tập gym và tới lúc mình về đã là khoảng 7 giờ rưỡi tối. Mình ăn tối, làm một số bài tập về nhà để có được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở Mỹ. Mình cũng học ngôn ngữ, chơi đàn piano hoặc vẽ. Nhưng một số ngày, mình sẽ học với giáo viên vào buổi tối. Sau khi xong xuôi tất cả, mình tắm và chuẩn bị đi ngủ. Việc cuối cùng mình làm là nghe podcast và đọc sách. Mình làm việc từ thứ hai đến thứ sáu và cuối tuần. Mình thích đi du lịch đến các thành phố khác ở Trung Quốc cùng bạn gái. Thường mình đi tàu nhanh vì nó rất tiện lợi. Mình nghĩ rằng việc đi máy bay đâu đó chỉ trong cuối tuần sẽ hơi đắt, nên thường mình chọn đi đến các thành phố gần đó. Tuy nhiên, gần đây, mình thực sự muốn đi du lịch đến các nước khác vì tiếng Trung của mình giờ đã rất tốt và mình đã ở Trung Quốc cũng khá lâu rồi. Mình biết rất nhiều về văn hóa Trung Quốc và mình muốn tìm hiểu về các văn hóa khác nữa. Mình muốn đến một nước mà mọi người mở lòng hơn. Trung Quốc là quốc gia tốt, nhưng cũng có phần đóng cửa nên mọi người cũng không cởi mở lắm. Mình nghĩ rằng thành phố tiếp theo mình sẽ làm việc là ở Thượng Hải vì nó quốc tế hơn. Và sau khi có bằng giảng dạy hay sư phạm, bạn gái mình và mình có thể đi đến các nước khác. Chào, mình là Ben. Mình là giáo viên tiếng Anh đang sống ở Trung Quốc. Mình 27 tuổi. Sở thích của mình là học ngôn ngữ, đọc sách, làm vlog, vẽ tranh và nghe nhạc. Ở trường đại học, mình học chuyên ngành âm nhạc, nhưng sau đó mình phát hiện ra mình rất thích học ngôn ngữ. Hiện tại, mục tiêu chính của mình là học một số ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Tiếng Hàn là một ngôn ngữ khó đối với mình vì ngữ pháp nó rất rối. Từ thứ hai đến thứ sáu, mình thức dậy vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng, chơi điện thoại một chút và sau đó đánh răng, rửa mặt. Xong rồi, mình đi mua đồ ăn sáng về nhà và ăn trong căn hộ của mình. Hàng ngày ở trường mình có khoảng 4 tiết học.
Khi không dạy, mình thường học ngôn ngữ hoặc làm những sở thích khác. Mình đã dạy tại trường hiện tại được khoảng 3 năm và hiện nay mình dạy lớp 2 và lớp 3. Những môn mình dạy là tiếng Anh, khoa học và kịch. Cả ba môn đều bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, môn mình thích nhất là kịch. Mình kết thúc các buổi học khoảng 12 giờ trưa và sau đó có 90 phút giờ nghỉ trưa. Thường mình chơi video game, xem video và sau đó ăn trưa, ngủ trưa và chuẩn bị để quay lại làm việc. Mình bắt đầu làm việc lại vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Nhưng vì mình sống ở khuôn viên trường hay ký túc xá trường nên thường mình về nhà một cách âm thầm khi không có lớp để có thể tiếp tục học ngôn ngữ. Sau giờ làm việc, mình đi tập gym và tới lúc mình về đã là khoảng 7 giờ rưỡi tối. Mình ăn tối, làm một số bài tập về nhà để có được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở Mỹ. Mình cũng học ngôn ngữ, chơi đàn piano hoặc vẽ. Nhưng một số ngày, mình sẽ học với giáo viên vào buổi tối. Sau khi xong xuôi tất cả, mình tắm và chuẩn bị đi ngủ. Việc cuối cùng mình làm là nghe podcast và đọc sách. Mình làm việc từ thứ hai đến thứ sáu vào cuối tuần. Mình thích đi du lịch đến các thành phố khác ở Trung Quốc cùng bạn gái. Thường mình đi tàu nhanh vì nó rất tiện lợi. Mình nghĩ rằng việc đi máy bay đâu đó chỉ trong cuối tuần sẽ hơi đắt, nên thường mình chọn đi đến các thành phố gần đó. Tuy nhiên, gần đây, mình thực sự muốn đi du lịch đến các nước khác vì tiếng Trung của mình giờ đã rất tốt và mình đã ở Trung Quốc cũng khá lâu rồi. Mình biết rất nhiều về văn hóa Trung Quốc và mình muốn tìm hiểu về các văn hóa khác nữa. Mình muốn đến một nước mà mọi người mở lòng hơn. Trung Quốc là quốc gia tốt, nhưng cũng có phần đóng cửa nên mọi người cũng không cởi mở lắm. Mình nghĩ rằng thành phố tiếp theo mình sẽ làm việc là ở Thượng Hải vì nó quốc tế hơn. Và sau khi có bằng giảng dạy hay sư phạm, bạn gái mình và mình có thể đi đến các nước khác. Chào, mình là Ben. Mình là giáo viên tiếng Anh đang sống ở Trung Quốc. Mình 27 tuổi. Sở thích của mình là học ngôn ngữ, đọc sách, làm vlog, vẽ tranh và nghe nhạc. Ở trường đại học, mình học chuyên ngành âm nhạc, nhưng sau đó mình phát hiện ra mình rất thích học ngôn ngữ. Hiện tại, mục tiêu chính của mình là học một số ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Tiếng Hàn là một ngôn ngữ khó đối với mình vì ngữ pháp nó rất rối. Từ thứ hai đến thứ sáu, mình thức dậy vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng, chơi điện thoại một chút và sau đó đánh răng, rửa mặt. Xong rồi, mình đi mua đồ ăn sáng về nhà và ăn trong căn hộ của mình. Hàng ngày ở trường mình có khoảng 4 tiết học. Khi không dạy, mình thường học ngôn ngữ hoặc làm những sở thích khác. Mình đã dạy tại trường hiện tại được khoảng 3 năm và hiện nay mình dạy lớp 2 và lớp 3. Những môn mình dạy là tiếng Anh, khoa học và kịch. Cả ba môn đều bằng tiếng Anh. Tuy nhiên,
Môn mình thích nhất là kịch. Mình kết thúc các buổi học khoảng 12 giờ trưa và sau đó có 90 phút giờ nghỉ trưa. Thường mình chơi video game, xem video và sau đó ăn trưa, ngủ trưa và chuẩn bị để quay lại làm việc. Mình bắt đầu làm việc lại vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Nhưng vì mình sống ở khuôn viên trường hay ký túc xá trường nên thường mình về nhà một cách âm thầm khi không có lớp để có thể tiếp tục học ngôn ngữ. Sau giờ làm việc, mình đi tập gym và tới lúc mình về đã là khoảng 7 giờ rưỡi tối. Mình ăn tối, làm một số bài tập về nhà để có được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở Mỹ. Mình cũng học ngôn ngữ, chơi đàn piano hoặc vẽ. Nhưng một số ngày, mình sẽ học với giáo viên vào buổi tối. Sau khi xong xuôi tất cả, mình tắm và chuẩn bị đi ngủ. Việc cuối cùng mình làm là nghe podcast và đọc sách. Mình làm việc từ thứ hai đến thứ sáu và cuối tuần. Mình thích đi du lịch đến các thành phố khác ở Trung Quốc cùng bạn gái. Thường mình đi tàu nhanh vì nó rất tiện lợi. Mình nghĩ rằng việc đi máy bay đâu đó chỉ trong cuối tuần sẽ hơi đắt, nên thường mình chọn đi đến các thành phố gần đó. Tuy nhiên, gần đây, mình All thực right, sự muốn so đi du lịch đến các nước khác. used up all my brain power, so we're gonna do this again. Nước khác All right, về tiếng let's go. chào, Chào, mình là mình là Ben, Ben. mình Mình là là giáo giáo viên tiếng viên tiếng Anh Anh đang đang sống ở sống ở Trung Quốc. Trung Quốc. Mình Mình 27 27 tuổi. tuổi. Sở thích Sở thích của của mình mình là là học học ngôn ngôn ngữ, ngữ, đọc đọc sách, sách, làm làm vlog, vlog, vẽ vẽ tranh và tranh nghe và nhạc. nghe nhạc. Ở Ở trường đại trong đại học, học, mình học mình chuyên học ngành âm chuyên nhạc, âm nhưng nhạc, sau đó mình xong đó phát hiện ra mình rất mình thích rất học thích ngôn không ngữ. học ngôn ngữ. Hiện Hiện tại, tại mục mục tiêu tiêu chính chính của của mình mình là là học học số một ngôn số ngữ ngôn khó ngữ nhất khác trên thế nhất trên thế giới. giới. Tiếng Tiếng Hàn là Hàn là một một ngôn ngôn ngữ ngữ khó còn đối khó với rồi, mình mình vì vì ngữ pháp ngữ nó pháp rất nó rối. rất rối. Từ thứ Từ hai thứ đến hai thứ đến thứ sáu, sáu, mình thức mình thức dậy dậy vào vào khoảng khoảng 7 giờ 7 rưỡi giờ rưỡi sáng, sáng, chơi điện chơi thoại điện một thoại chút một chút, và sau và đó sau đánh đó tan răng, ra rửa mặt. rửa mắt. Xong Xong rồi, rồi mình đi mình mua đi đồ mua ăn đồ sáng ăn về sáng để nhà nhà và và ăn ăn trong căn trong hộ của con phục mình. của mình. Hàng ngày Hàng ở ngày ở trường trường mình có mình có khoảng không 4 ngoài tiết học. bốn tiết học. Khi Khi không không dạy, mình dạy thường mình học thường học ngôn ngữ ngôn hoặc ngữ làm những hoặc là sở thích những sở khác. thích khác. Mình đã Mình dạy đã tại dạy trường trường hiện hiện tại được đại đúng khoảng 3 khoảng 3 năm năm, và và hiện hiện nay đại mình dạy mình lớp dạy lớp 2 và 2 và lớp lớp 3. 3. Những Những môn mình môn dạy là mình tiếng dạy tiếng Anh, Anh, khoa khoa học và kịch. cả Cả ba ba môn môn đều đều bằng bằng tiếng tiếng Anh. Anh. Tuy Tuy nhiên, nhiên, môn mình mình thích thích là nhất kịch. là kịch. Mình Mình kết kết thúc thúc các buổi các học buổi học khoảng khoảng 12 ngoài giờ 2 giờ trưa trưa. và Và sau sau đó đó có có 90 phút 90 phút giờ nghỉ giờ nghỉ trưa. trưa. Thường mình Trong chơi video video game, game, xem xem video video và sau và đó sau ăn đó ăn trưa, trưa, ngủ ngủ trưa trưa và và chuẩn chuẩn bị bị để để quay quay lại lại làm làm việc. việc. Mình bắt Mình bắt đầu làm đầu việc làm việc lại vào lại vào khoảng 1 khoảng giờ 1 rưỡi giờ rưỡi chiều chiều và và kết kết thúc thúc lúc 5 lúc giờ năm chiều. chiều 5 giờ Nhưng chiều vì mình sống ở sáng ở khuôn viên trường khuôn viên trường hay ký túc nên xá trường đó, nên thường mình về nhà một một cách một âm cách âm thầm thầm khi hàm không khi có không lớp có lớp để để có có thể thể tiếp tục tiếp học tục ngôn học ngữ. ngôn ngữ. Sau 6 giờ làm giờ làm việc, việc mình đi mình tập đi tập gym gym và và tới lúc tối lúc mình mình về về đã là là khoảng 7 khoảng giờ 7 rưỡi giờ tối. rưỡi tối. Mình Mình ăn ăn tối, tối, làm làm một một số số bài bài tập tập về nhà về nhà để để có có được được chứng chỉ nghiệp chứng chỉ vụ nghiệp sư vụ phạm sư ở phạm ở Mỹ. Mỹ. Mình Mình cũng cũng học học ngôn ngôn ngữ, ngữ, chơi chơi đàn đàn piano hoặc piano hoặc vẽ. vẽ. Nhưng Nhưng một một số số ngày, ngày
Mình Mình sẽ sẽ học với giáo học với viên vào giáo buổi viên buổi tối. tối. Sau khi Sau xong khi xuôi xong tất xuôi tất cả, cả, mình mình tắm và tắm việc chuẩn chuẩn bị bị đi đi ngủ. ngủ. Việc Việc cuối cuối cùng cùng mình mình làm làm là là nghe nghe podcast và breakfast đọc và sách. đọc sách. Alright, break. Alright, let's part. Let's go. So. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 벤이에요. 저는 중국에서 중국에 살고 살고 있는 있는 영어 여고의 선생님이에요. 선생님이에요. 나이는 나이는 27살이에요. 27살이에요. 취미는 취미는 언어 언어학습, 학습, 독서, 독서, 브이로그 브이로그 만들기, 만들기, 그림 그림 그리기, 그리고 그리고 음악이에요. 음악이에요. 대학에서는 대학에서는 음악을 음악을 전공했지만 언어를 언어를 배우는 배우는 것이 것이 정말 정말 좋아졌어요. 좋아졌어요. 지금 지금 제제 주요 주로 목표는 세계에서 세계에서 가장 가장 어려운 어려운 언어 언어 몇몇 개를 개를 배우는 거예요. 배우는 거예요. 그 그 중에서 중에서 한국어는 한국어는 문법이 문법이 어려워요. 어려워요. 이렇게 어려워요. 저의 제 일상은 이래요. 일상에는 보통 이미 7시 보통은 30분에 7시 30분에 일어나서 일어나서는 핸드폰을 핸드폰을 조금 조금 만지작거리고 만들고 이를 이를 닦고 닦고 얼굴을 먹을 씻어요. 수 있어요. 그그 다음에 다음에 아침을 사서 아파트로 아파트로 가져와 가도 먹어요. 먹으러 학교에서는 학교에서는 매일 매일 약 약국 4개의 네개 수업이 있어 있는데 있는데 수업이 없을 수업이 때는 없었는데 주로 언어를 오늘을 배우거나 배우는 거나 다른 취미를 다른 취미를 즐겨요. 즐겨요. 지금 지금 근무하고 있는 근무하는 학교에서는 학교에서는 3년 3년 동안 동안 가르치고 가르치고 있어요. 있어요. 지금은 지금은 초등학교 초등학교 2학년과 2학년과 3학년을 3학년 가르치고 있어요. 그렇지요. 가르치는 가르치는 과목은 과목은 영어와 과학인데 과학인데 두 수업 모두 두 수업 모두 영어로 영어로 가르쳐요. 가르쳐주죠. 그 중에서 그 제가 중에서 제일 제가 제일 좋아하는 좋아하는 수업은 드라마 수업은 드라마 수업이에요. 소위 수업이에요. 수업은 대략 수업은 대략 12시에 끝나고 끝났고 50분 동안 50분 동안 점심 시간이 점심시간이 있어요. 있어요. 부동은 보통은 보통은 비디오 비디오 게임을 게임을 하고 하고 영상을 영상을 보다가 보다가 점심을 점심을 먹고 난 먹고 난 후에는 후에는 낮잠을 낮잠 자고 자고 다시 다시 일어나서 일어나서 일하러 일어나 돌아갈 준비를 들어가 해요. 준비를 해요. 오후 오후 한 1시 시 30분쯤에 30분쯤에 다시 일을 다시 일을 시작하고 시작하고 5시에 5시에 끝났는데 끝났는데 저는 저는 기숙사에서 살고 있어서 강의가 없는 날에는 언어 언어 공부를 공부를 계속할 수 계속 할 있어요. 수 있어요. 일이 일이 끝난 끝난 후에는 이후에는 체육관에 가서 체육관에서 운동하고 운동하고 돌아오면 돌아오면 대략 대략 저녁 저녁 7시 7시 30분쯤이 30분쯤이 돼요. 돼요. 저녁을 먹고 미국 미국 교사 교사 자격증을 자격을 취득하기 위해 위해 해야 할 숙제를 숙제를 하거나 하거나 언어 공부 피아노 연주 연주 그림 그리기를 그리기를 마무리하고 마무리하고 때에 때에 따라서는 따라서는 밤에 밤에 수업을 수업을 듣기로 듣기로 해요. 해요. 그런 그럼 다음에 샤워를 샤워를 하고 하고 잘자 준비를 좀 하고 잘 준비 마지막으로 마지막으로 팟캐스트를 포스크를 듣고 책을 듣고 읽어요. 책을 읽어요. Last one. Oh, yeah, last one. 월요일부터 월요일부터 금요일까지 금요일까지 일하는데 일하는데 주말에는 여자친구와 여자친구와 함께 함께 중국의 다른 다른 도시로 도시로 여행을 가요. 주로 주로 빠른 빠른 기차를 기차를 이용해서 편리하게 이용해요. 이용해요. 주말에 주말에 어딘가 어디가 비행기를 비행기 타고 타고 가기는 좀 좀 비싸다고 비싸 생각해서 생각해서 보통은 보통은 가까운 도시로 가고는 가요. 그러나 그러나 최근에는 최근에 중국어 중국의 실력이 아주 사람들이 아주 좋아졌고 좋고 중국에 중국에 오래 오래 있었기 있어 있기 때문에 때문에 다른 나라로 여행하고 싶어요. 이제 저는 있을 수는 중국 중국 문화에 대해 많이 많이 알고 있고 읽고 다른 그 다른 문화도 문화도 배우고 배우고 싶어졌어요. 싶어졌어요. 사람들이 사람들이 좀좀더좀 개방적인 개방적인 나라로 가고 가고 싶어요. 싶어요. 왜냐하면 왜냐하면 중국은 중국이 좋지만 좋지만 어느 어느 정도 정도 폐쇄적인 폐쇄적인 나라이기 때문에 사람들이 사람들이 항상 열린 항상 마음을 열린 가지고 있지는 같지는 않아요. 않아요. 다음에 다음에 근무할 근무 도시는 도시는 상해일 것 3의 6. 같아요. 오케이. 그곳이 더 국제적이니까요. Alright, finished.